sao em cứ yêu phải bad boy thôi. Thực ra thì nhiều bạn cứ bảo với mình là bad boy thì không good mà good boy thì không vui. Nhưng mà mình tin rằng là các bạn vẫn nên yêu người tốt, thực sự người đối xử tốt với các bạn và người tôn trọng các bạn, đấy mới là điều quan trọng nhất. Còn bad boy với good boy thì mình cũng chả biết nữa.